chúng ta đã đi qua hầu hết các ví dụ về những mô hình tổ chức phi chính phủ do phương Tây kiểm soát để có thể nắm cơ bản cách thức mà hệ thống phương Tây lũng đoạn thế giới thông qua các tổ chức này. Dù hình thái tổ chức với cái tên cao đẹp như vì nhân loại, vì sức khỏe, vì hòa bình, vì công bằng, từ tổ chức đơn lẻ phục vụ cho mỗi cá nhân người đứng sau, tới những hệ thống các tổ chức liên kết chặt chẽ với nhau, tạo nên các kế hoạch chung cho chính phủ, từ các tổ chức hoạt động đơn phương tới những tổ chức bao gồm luôn những quốc gia đối địch là thành viên, tất cả đều có một cơ chế hoạt động chung thực hiện được mục tiêu của giới đầu sỏ chính trị phương Tây. Mục tiêu nhất quán là bất cứ ai theo phương Tây thì được nhân quyền, nhưng nhân quyền đó là để hút cạn sinh khí những nơi được gieo nhân quyền. Còn nếu ai không theo phương Tây thì bị chỉ trích, cấm vận, bao vây, tất cả những hình thái đó chúng ta đã biết. Vậy thì phương Tây còn có thể làm gì tiếp theo ảnh hưởng tới những thứ được coi là mang tính chất quy chuẩn quốc tế? Liệu những điều cả thế giới này vốn luôn công nhận thì phương Tây có thể kiểm soát nó không? Ở video này, chúng ta sẽ đi đến hai vấn đề về luật pháp quốc tế và các hiệp định quốc tế. Để bắt đầu phần này, chúng ta phải xác lập góc nhìn để nhận định vấn đề. Chúng ta sẽ không xem xét khía cạnh luật quốc tế và các hiệp định quốc tế có thực sự công bằng hay không, mà chúng ta sẽ xét nó ở khía cạnh thực thi. Những người thực thi liệu có tôn trọng các điều khoản trong luật hay trong các hiệp định hay không? Và làm cách nào để họ có thể không bị trừng phạt nếu như vi phạm những luật quốc tế cũng như các hiệp định quốc tế này? Trước tiên là về luật quốc tế. Thật ra, có nhiều phiên bản được gọi là luật quốc tế. Độ phổ quát của nó dựa vào việc có bao nhiêu quốc gia công nhận nó. Và như ở một video khác, khi nói về Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, mình cũng nêu ra một ví dụ về cách thức thực thi pháp luật của một tòa án kiểu như vậy sẽ ứng xử ra sao trong các trường hợp. Nếu vụ án nhắm tới đối thủ phương Tây, nếu vụ án là bạn của phương Tây và nếu vụ án là chính phương Tây, để biết rằng dù luật có được công nhận ở nhiều quốc gia thì cách thực thi nó ở Tòa án ICC hoàn toàn có sự phân biệt đối xử rõ ràng. Các bạn có thể xem chi tiết vấn đề về Tòa án ICC khi tìm kiếm trên kênh của mình. Còn ở video này, thay vì tranh cãi về việc phương Tây đúng hay sai về mặt định nghĩa, về mặt ngôn ngữ như mấy học giả hay các nghiên cứu sinh, thì chúng ta sẽ đi cụ thể vào các ví dụ. Những ví dụ thực tế không thể che đậy bằng các định nghĩa học thuật để có cái nhìn thực tế hơn về những vấn đề phổ quát trong việc thực thi luật quốc tế. Gần đây, chúng ta thường xuyên nghe được từ phương Tây nói về việc phải bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ trước các nước xấu xa như Nga hay Trung Quốc. Cái gọi là trật tự thế giới dựa trên luật lệ mình đã nói ở một video riêng và mình sẽ nói chi tiết hơn ở phần tiếp theo của chuỗi video này. Trật tự thế giới dựa trên luật lệ của phương Tây cơ bản là một thứ luật của Mỹ nhằm chống lại việc thực thi ý chí của phần còn lại của thế giới để Mỹ có thể tự đặt ra các quy tắc và thay đổi chúng theo nhu cầu và quyết định riêng của Mỹ. Và chính xác, đây là luật riêng của Mỹ muốn áp dụng lên toàn thế giới. Nhưng điều mà ở phương Tây luôn giữ im lặng là đã có một trật tự thế giới dựa trên luật pháp rồi. Cụ thể là chúng ta có luật pháp quốc tế có hiệu lực ra đời sau Thế chiến II. Cơ sở của luật pháp quốc tế hiện đại là Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đó là các điều khoản mà các quốc gia trên thế giới dựa vào sau Thế chiến II. Luật pháp quốc tế này hay những quy tắc này vẫn được áp dụng cho đến ngày nay. Nhưng Mỹ, với tư cách là cường quốc số 1 của phương Tây, không thích chúng bởi vì luật pháp quốc tế và các quyết định tại Liên Hợp Quốc được đưa ra bởi sự đồng thuận của các quốc gia khiến cho Mỹ khó chịu. Lý do rất dễ hiểu, không phải tất cả các quốc gia trên thế giới đều sẵn sàng phục tùng ý chí của Mỹ và vì lý do này, Liên Hợp Quốc bị các chính trị gia và giới truyền thông phương Tây chỉ trích, được cho là lỗi thời bởi vì Liên Hợp Quốc không thực hiện được mọi mong muốn của họ đã được Hoa Kỳ chấp thuận. Chúng ta cũng không quên rằng điều tương tự không xảy ra với Trung Quốc và Nga. Mặc dù Trung Quốc và Nga có chỉ trích Liên Hợp Quốc liên quan đến các vấn đề cụ thể, nhưng Nga và Trung Quốc đều hướng tới mục tiêu là cải tổ Liên Hợp Quốc, chứ không có những cáo buộc được cho là Liên Hợp Quốc đã lỗi thời và cần được loại bỏ. Như đã nói, luật quốc tế dựa trên cơ sở của Hiến chương Liên Hợp Quốc với sự đồng thuận từ nhiều quốc gia trên thế giới, chúng ta sẽ không xét về góc độ của luật quốc tế có công bằng hay không, mà chúng ta xét trên khía cạnh luật đó được thực thi ra sao. Những người như ở phương Tây vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào? Để dễ hiểu, chúng ta sẽ đi tới ví dụ về vấn đề trừng phạt quốc tế hiện nay đang trở thành một công cụ chính trị thông thường đối với phương Tây áp dụng lên hầu hết các quốc gia bất tuân khác. Chúng ta phải nhớ rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định là vi phạm pháp luật quốc tế. Có nghĩa, về mặt chính thức thì trừng phạt quốc tế không được coi là một tội. Thế nhưng, thông qua việc thực hiện chính sách được coi là không vi phạm gì thì lại dẫn tới hàng loạt hậu quả đi kèm mà ai cũng có thể nhìn thấy được, nhưng chưa ai thấy những kẻ đứng sau phải chịu tội. Chúng ta phải nhớ rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế về cơ bản không khác gì là chiến tranh kinh tế. Chúng là một nỗ lực nhằm đánh bại một quốc gia không vâng lời thông qua chiến tranh kinh tế.
chiến tranh kinh tế chỉ là sự nối tiếp của chính trị bằng những phương tiện khác. Đây chính xác là cách chúng được phương Tây sử dụng. Có một điều tưởng chừng phi logic nhưng lại rất logic. Trong quá khứ, chưa có ví dụ nào cho thấy các biện pháp trừng phạt của phương Tây đạt được mục tiêu. Mục tiêu được công bố của trừng phạt là khiến một chính phủ phải thay đổi chính sách phù hợp với phương Tây. Nhưng Cuba trong gần 60 năm, Iran, Iraq dưới thời Saddam Hussein, Syria, Venezuela đều khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt chưa bao giờ đạt được mục tiêu đề ra là làm thay đổi chính sách của các quốc gia bị trừng phạt theo ý muốn của phương Tây. Có nghĩa, nếu các biện pháp trừng phạt với tuyên bố làm thay đổi chính sách của một chính phủ nào đó phù hợp với phương Tây chưa bao giờ thành công thì đáng lẽ nó không nên tồn tại nữa. Nhưng nếu kết nối vào một chuỗi hoạt động thì nó lại là chuyện khác. Các biện pháp trừng phạt thực chất là để đánh gục ý chí của một quốc gia, đưa người dân nước đó tới lầm than và từ đó lật đổ chính phủ nước sở tại, lập nên một chính phủ mới thân phương Tây. Đó mới chính là mục đích của các lệnh trừng phạt. Nó không nhắm vào việc muốn chính phủ hiện hữu thay đổi chính sách, mà nó nhắm vào việc làm suy yếu quốc gia dẫn tới bước tiếp theo là để lật đổ chính phủ. Vậy nên, các biện pháp trừng phạt là vô nhân đạo và đã dẫn tới vô số dân thường thiệt hại ở nhiều quốc gia bị trừng phạt. Ở Syria, nhiều người hiện nay đang chết vì các bệnh mãn tính như tiểu đường hoặc suy thận vốn có thể chữa được. Bởi vì lệnh trừng phạt của phương Tây cấm vận chuyển dược phẩm, người ta đang ra đi vì những căn bệnh có thể chữa được bởi vì phương Tây muốn như vậy. Phương Tây không quan tâm đến người dân trong nước họ khi nói đến các vấn đề địa chính trị. Một đất nước bị tàn phá, vẫn còn chiến tranh ở nhiều nơi và không có thuốc để điều trị những căn bệnh đơn giản nhất. Bởi vì ngành dược phẩm trong nước của Syria trước chiến tranh sản xuất tới hơn 90% nhu cầu riêng của đất nước mình, nhưng hiện nay phần lớn các công ty dược phẩm đã bị phá hủy. Ở Syria, thuốc phải được nhập khẩu từ bên ngoài thông qua Liban và điều đó rất tốn kém, đặc biệt là bởi vì nhiều công ty phương Tây tránh giao dịch với các đối tác ở Syria. Nhiều công ty ở Syria nằm trong các danh sách trừng phạt, thế nên giá thuốc tại Syria là một món hàng vừa xa xỉ vừa thiếu thốn. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Không có thuốc ở Syria vì lệnh trừng phạt của phương Tây cấm cung cấp thuốc. Phương Tây được cho là nhân đạo đang để trẻ em, phụ nữ và người già chết vì những căn bệnh đơn giản bởi vì cấm vận chuyển những loại thuốc đơn giản nhất đến Syria. Và đây cũng không phải là thảm họa đầu tiên mà phương Tây phải chịu trách nhiệm từ các lệnh trừng phạt của mình. Vì khoảng giữa chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất và lần thứ hai, Iraq đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt tương tự và chỉ trong vài năm đầu tiên, theo ước tính của chính phương Tây, 500.000 trẻ em đã ra đi do các lệnh cấm vận của phương Tây. Khi được hỏi về điều này, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1996 rằng: "Tôi nghĩ đây là một lựa chọn rất khó khăn, nhưng chúng tôi nghĩ nó đáng giá." Bạn hiểu rõ điều này không? Các chính trị gia phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran và cấm cung cấp thuốc men, khiến nửa triệu trẻ em ra đi chỉ riêng từ năm 92 đến năm 96. Tuy nhiên, giới truyền thông không hề phản đối kịch liệt cuộc phỏng vấn này với Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ, người đã chịu trách nhiệm trực tiếp về thảm kịch này. Ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ lại được đánh giá là một chính trị gia được kính trọng cho đến khi qua đời vào năm 2022. Đây chính là điều mà chính sách của các nước phương Tây đang xây dựng, dẫn tới hàng triệu ca tử vong trên toàn thế giới. Và trong trường hợp trừng phạt, những sự ra đi thực sự là cố tình. Phương Tây thực sự muốn điều đó xảy ra, bởi vì bạn có thể đưa ra những ngoại lệ thích hợp trong các biện pháp trừng phạt của mình nếu như bạn không muốn thấy người dân quốc gia khác phải ra đi vì thiếu thuốc. Nhưng phương Tây khiến trẻ em và dân thường vô tội thiệt hại nếu cho rằng điều đó có lợi cho mình. Hay đúng như câu của cựu Ngoại trưởng Mỹ, đây là một lựa chọn rất khó khăn nhưng chúng tôi nghĩ nó đáng giá. Điều tương tự cũng đúng và đã xảy ra ở Venezuela, nơi mà các loại thuốc đơn giản nhất cũng đang thiếu. Danh sách ví dụ này cứ kéo dài như vậy nếu bạn tìm hiểu sâu hơn. Rõ ràng, trừng phạt không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc coi là tội, nhưng trừng phạt là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự ra đi của hàng triệu người. Làm thế nào mà những sự thật công khai hiển nhiên với hàng triệu sự ra đi trực tiếp như vậy lại không thể kết án được bất cứ ai mà ai cũng biết chắc chắn họ là nguyên nhân trực tiếp? Bởi thì ra, họ vận dụng kẽ hở của luật pháp quốc tế để thực thi những mục đích của mình, không hề quan tâm và thậm chí cố tình gây ra những hậu quả lên các quốc gia khác. Và tất nhiên, họ sẽ cương quyết không bịt những kẽ hở của luật pháp quốc tế như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua. Tại thời điểm này, chúng ta phải đặt ra câu hỏi, phương Tây có quyền gì để hành động như một cơ quan có thẩm quyền về đạo đức trong chính trị quốc tế, đơn giản vì họ mạnh hay sao? Chúng ta lại đi tới một ví dụ thực tế và kinh điển về việc vận dụng luật pháp quốc tế ở phương Tây thông qua Ukraine và tiền lệ Kosovo. Bởi vì phương Tây kiên quyết tuyên bố rằng ở đây Ukraine là một cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế, vậy nên chúng ta sẽ xem xét ví dụ này. Cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây tổ chức và tài trợ. Đây là một hành động vi phạm pháp luật quốc tế bởi vì đã tài trợ và ủng hộ đảo chính, vi phạm hiến chương của Liên Hợp Quốc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Kết quả của cuộc đảo chính là Crimea và Donbass muốn ly khai khỏi Ukraine
và đã trở thành một phần của Nga. Dĩ nhiên, phương Tây lại coi Nga là vi phạm pháp luật quốc tế. Trong khi đó, các bạn xem chuỗi video này của mình, các bạn đã nhận ra một điều, tất cả những điều Nga làm đều đi sau phương Tây hoặc đáp trả lại phương Tây. Có hai điều khoản trong pháp luật quốc tế mâu thuẫn với nhau. Một mặt có sự bất khả xâm phạm về biên giới của các quốc gia và một mặt khác có quyền tự quyết của các dân tộc. Vậy pháp luật quốc tế phải ứng xử như thế nào nếu người dân một vùng muốn tách khỏi nhà nước trung ương bởi vì hai quy định này của pháp luật quốc tế có mâu thuẫn với nhau? Đây từng là một mâu thuẫn chưa được giải quyết bởi vì cả hai điều khoản này đều có quyền bình đẳng trong pháp luật quốc tế. Nhưng phương Tây đã thay đổi điều đó sau sự ly khai của Kosovo khỏi Nam Tư do phương Tây hậu thuẫn bằng cách quay sang tòa án công lý quốc tế và yêu cầu phán quyết về vấn đề này. Tất cả các quốc gia phương Tây đều lập luận trong đệ trình lên tòa án rằng một khu vực có thể tách khỏi quốc gia trung tâm của nó và điều này không mâu thuẫn với pháp luật quốc tế. Tổng thống Putin đã bình luận về điều đó tại cuộc thảo luận ở diễn đàn Vandai vào năm 2017. Chúng ta sẽ trích dẫn toàn bộ như sau. Ngày 8 tháng 10 năm 2008, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế về nghị quyết số 6313 câu hỏi tuyên bố độc lập đơn phương của chủ thể tạm thời là Kosovo có mâu thuẫn với các chuẩn mực của pháp luật quốc tế hay không? Vì vậy, câu hỏi này đã được chuyển đến Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2010, sau 2 năm xem xét, tòa án này đã đưa ra quyết định như sau. Tuyên bố độc lập của Kosovo vào ngày 17 tháng 2 năm 2008 không vi phạm pháp luật quốc tế chung. Những cân nhắc và quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế trong trường hợp này không chỉ liên quan đến Kosovo mà còn liên quan đến các tuyên bố độc lập nói chung. Và đúng rồi, một chiếc hộp Pandora đã mở ra và câu trả lời của Tòa án Công lý Quốc tế sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người. Putin lại trích dẫn tiếp. Điểm 79, thực tiễn của các quốc gia cho thấy không có lý do mới nào có thể dẫn tới kết quả khác nhau trong các vụ việc như vậy. Điểm 81, việc cấm đơn phương tuyên bố độc lập không thể bắt nguồn từ thông lệ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điểm 84, Tòa án Công lý Quốc tế cho rằng pháp luật quốc tế nói chung không có nội dung cấm việc đơn phương tuyên bố độc lập và do đó tòa án đã đi đến quyết định rằng tuyên bố độc lập của Kosovo vào ngày 17 tháng 2 năm 2008 không vi phạm pháp luật quốc tế. Và như vậy, kết quả đã rõ ràng, mục tiêu của phương Tây đã đạt được. Nhưng làm thế nào để các nước phương Tây đạt được điều đó? Họ đã gây áp lực lên Tòa án Công lý Quốc tế. Nga đã biết điều đó thông qua các văn bản. Họ đã đề nghị với Tòa án Công lý Quốc tế. Họ đã khuyến nghị bằng văn bản. Bộ Ngoại giao Mỹ đã viết rằng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ không loại trừ sự xuất hiện của một quốc gia mới trên lãnh thổ của quốc gia hiện có. Ở Đức đã tuyên bố rằng trong các vấn đề về quyền tự quyết của các dân tộc, quyền của một quốc gia đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của mình không thể được áp dụng. Vương quốc Anh nói rằng sự ly khai, tức là tuyên bố độc lập, bản thân nó không mâu thuẫn với luật pháp quốc tế. Ở Pháp nói rằng, vì vậy luật pháp quốc tế không cho phép cũng không cấm ly khai. Đó là các quan điểm chính thức của các quốc gia phương Tây gửi đến tòa án ở The Hague trước khi tòa án này có kết luận cuối cùng. Và sau khi Tòa án Công lý Quốc tế xác nhận với Liên Hợp Quốc về việc tuyên bố độc lập của Kosovo là không vi phạm pháp luật quốc tế, điều này rõ ràng đã gây ra những tranh cãi. Và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thời điểm đó đã viết như sau. Kosovo là một quốc gia độc lập và lãnh thổ của nó là bất khả xâm phạm. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia ngừng thảo luận về tình hình của Kosovo và hãy hợp tác mang tính xây dựng để đảm bảo sự ổn định ở khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia chưa công nhận Kosovo hãy làm như vậy. Ở Đức sau đó cũng nói rằng quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế đã được xác nhận quan điểm pháp lý của chúng tôi rằng tuyên bố độc lập là hợp pháp và nó khẳng định quan điểm của chúng tôi rằng quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ của Kosovo là một sự thật không thể chối cãi. Pháp sau đó cũng đã nói rằng quyết định này cho phép tất cả các quốc gia giải quyết các vấn đề quan trọng khi đang chờ giải quyết. Như vậy là chúng ta đã cực kỳ rõ ràng quan điểm chính thức của phương Tây, quan điểm chính thức của Tòa án Công lý Quốc tế, quan điểm chính thức của Liên Hợp Quốc về vấn đề Kosovo, đó là việc ly khai và tuyên bố độc lập của Kosovo không vi phạm pháp luật quốc tế. Và từ đây, chúng ta sẽ có một kết luận cho sự mâu thuẫn trong pháp luật quốc tế. Khi có hai điều khoản trái ngược nhau, một mặt có sự bất khả xâm phạm về biên giới của các quốc gia và một mặt có quyền tự quyết của các dân tộc. Trong quá khứ, hai điều này chưa được dịp đưa ra để xử lý, để xem xét rằng sự bất khả xâm phạm hay quyền tự quyết của dân tộc, bên nào sẽ được pháp luật quốc tế bảo vệ nhiều hơn. Nhưng sau sự kiện Kosovo, thông qua các động thái chính thức và các quyết định về mặt pháp lý, thì họ đã tạo ra một tiền lệ rõ ràng và xác nhận rằng quyền tự quyết của các dân tộc sẽ được ưu tiên hơn. Đây là một tiền lệ đầu tiên được xác lập, được các nước phương Tây, Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc công nhận quan điểm về quyền tự quyết của dân tộc ưu tiên hơn so với quyền toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia thông qua tiền lệ Kosovo. Và giờ đây, chúng ta có những vấn đề quan trọng khác. Khi các vấn đề khác nảy sinh ở Ukraine, thì đột nhiên phương Tây,
không còn ai thích quan điểm tương tự như của Kosovo nữa. Đây là những thứ mà chúng ta gọi là tiêu chuẩn kép. Trong quyết định của mình về Kosovo, Tòa án Công lý Quốc tế đã đi theo đường lối của phương Tây và ra phán quyết rằng một khu vực tách khỏi nhà nước trung tâm của mình là không vi phạm pháp luật quốc tế, ngay cả khi điều này mâu thuẫn với pháp luật và hiến pháp của các nước đó. Và khi làm như vậy, phương Tây sau đó đã hợp pháp hóa hành động của mình với Kosovo, nhưng đồng thời cũng mở ra một chiếc hộp Pandora, bởi vì giờ đây, những nhóm người khác đã tuyên bố độc lập hoặc muốn làm như vậy cũng có thể tham khảo tiền lệ Kosovo, và đó chính xác là những gì đã xảy ra ở Ukraine. Năm 2014, có một cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân trong việc thống nhất với Nga. Tiếp theo là câu chuyện về Cộng hòa Donbass đã tuyên bố độc lập. Điều này hoàn toàn được pháp luật quốc tế bảo vệ theo phán quyết về Kosovo của Tòa án Công lý Quốc tế. Nga công nhận nền độc lập của họ vào tháng 2 năm 2022 và ký kết các thỏa thuận hỗ trợ với nhà nước Cộng hòa Donbass. Vậy nên khi Ukraine tăng cường pháo kích vào Donbass vào cuối tháng 2, thì Nga sẽ dựa theo các thỏa thuận hỗ trợ sẽ đến và hỗ trợ nước Cộng hòa Donbass theo đúng tiền lệ Kosovo do chính phương Tây tạo ra. Nga hành động hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật quốc tế, không thể xảy ra cuộc chiến tranh xâm lược vi phạm pháp luật quốc tế được. Rõ ràng người ta có thể tranh luận về tính tương xứng của các biện pháp do Nga đang triển khai tại Ukraine, bởi vì chỉ cần Kiev cố tình pháo kích vào các khu vực cư dân ở Donbass, điều mà thực tế đã diễn ra ngay khi thỏa thuận min hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2022. Thì Nga có quyền đẩy lùi hơn nữa các lực lượng an ninh của Kiev để bảo vệ dân thường ở Donbass. Như đã nói, rõ ràng người ta có thể tranh luận về tính tương xứng của các biện pháp mà Nga đang áp dụng, nhưng không thể phủ nhận rằng Nga đã dựa vào chính những tiền lệ không thể chối cãi do phương Tây đã thực thi trước đó và đã được Liên Hợp Quốc và các tòa án của quốc tế công nhận điều đó. Thế nên với góc nhìn bên ngoài, không thể khẳng định rằng Nga đã làm trái pháp luật quốc tế. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể khẳng định được rằng Nga đã làm đúng theo pháp luật quốc tế. Các luật sư quốc tế ở phương Tây, người ta đã giải thích hành động của Nga được cho là trái với các quy định của pháp luật quốc tế. Nhưng các luật sư quốc tế ở phương Tây, họ liên tục phớt lờ quyết định về Kosovo của Tòa án Công lý Liên Hợp Quốc, vốn được đưa ra dưới áp lực từ chính phương Tây, và đó chính là điểm mấu chốt. Tiền lệ là thứ không thể chối bỏ. Khi một sự kiện chưa bao giờ xảy ra trước đó được phán quyết, thì đó chính là căn cứ tiền lệ để các vụ tố tụng sau đó được lấy ra và phân tích. Nếu hai vụ việc có tình tiết tương tự nhau, thì phán quyết không thể có chuyện trái ngược nhau được. Với sức mạnh chi phối của mình trong suốt hàng chục năm qua, phương Tây luôn sử dụng sức mạnh của mình tới các cơ quan tố tụng mang tầm quốc tế để đưa ra phán quyết tốt cho mình và có thể thúc đẩy việc đảo ngược luôn phán quyết trước đó nếu như có một trường hợp khác tương tự không có lợi cho phương Tây. Phương Tây cũng thường xuyên sử dụng các hình thức lách pháp luật quốc tế để tội trạng có rành rành trước mắt cũng không có căn cứ để xử lý họ. Phương Tây cũng có khả năng chi phối để lờ đi những tội trạng rõ ràng của mình, bởi vì đơn giản như một vụ án thông thường, nếu không ai truy tố thì có phạm pháp cũng đâu có ai kết tội. Điều quan trọng là luật pháp quốc tế phải được mọi người công nhận và tuân thủ. Điều đáng tiếc là ở phương Tây người ta không làm như vậy. Phương Tây sẽ giải thích nó theo lợi ích riêng của mình như Kosovo, hoặc hoàn toàn phớt lờ nó, ví dụ như các biện pháp trừng phạt và hầu hết các cuộc chiến tranh trong thế kỷ 21 do phương Tây gây ra. Phương Tây làm được điều đó bởi vì họ có khả năng chi phối tới các cơ quan thực thi pháp luật mang tính toàn cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ly cà phê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.